Rồi, chào tất cả anh em chú bác cô dì chú thím. Rồi hôm nay mình bán ít đồ nha. Thì trước mặt anh em chú bác mình đây, mình có ít đồ linh tinh ha, máy móc công cụ. Hôm nay không có đồ nghề như anh em. Và pin đủ loại mình show đây cho anh em xem tham khảo, cái nào hợp lý thì ok thì chốt ha. Vậy liên hệ mình đặt trực tiếp mình mua hàng hoặc nhắn tin qua Zalo nha. Chứ như anh em đừng có mua hàng mà trên phần bình luận nha, đó là lộ thông tin của cá nhân của mọi người, nó mình không có biết trước được những vấn đề gì sau đó nó sẽ xảy ra nha, anh em chú ý cái đó. Cái bàn mình nó nhỏ quá không có chỗ chứa nha, nghỉ hai ngày nay thì nó dồn công việc quá trời, anh em gửi pin bọng với đặt hàng mình mà nó tiến hành hôm nay trong mình sẽ giao dành cho anh em nha, tại số lượng anh em ấy cũng nhiều cho nên mình sẽ làm mà từ từ. Còn anh em muốn đóng pin gì, cắt tất cả các thể loại dùng pin thì có thể liên hệ mình trao đổi nha. Thì ở đây đây nè, thì vô này đi, hôm nay 1.000 viên xăng vô thì giờ mình còn như đây nè, anh em nào có chốt hết thì mình sẽ để lại cho anh em giá là chốt hết nha, lẻ thì vẫn là 25.000, còn anh em chốt hết luôn là giá cho anh em là trong đây chắc không còn chừng 100 viên cho quay đầu thôi anh em, không có nhiều, anh em thợ mua về đóng xăng vô nội địa Nhật Bản nha. Anh em về đóng cho khách hoặc sử dụng các thiết bị khác nữa. Đóng máy công cụ thì xả 20A thoải mái nha, nội trở 12 quay đầu nha anh em. Mình sẽ tính hết nha anh em, lưu ý là cái này đây anh em ôm hết nha, này dành cho những anh em thợ. Anh em thợ giá cho anh em là 20 năm, tức là 20.500 một viên. Ví dụ 100 viên là 2.050.000. Này là mà bán thanh lý nha anh em, về lô khác chứ không phải là nó rẻ cỡ này đâu. Đó, tức là 100 viên 2.050.000 anh em tự trả phí nha. Và lưu ý COD có cọc nha anh em. COD có cọc nha, những anh em mới giao dịch lần đầu tiên thì vui lòng cọc hàng đi nha. Một vừa rồi mình có bán không lấy cọc một số anh khách, như cái giá trị hàng nó không có gì 10 viên, ví dụ mua 10 viên pin cũng đành lòng bơm hàng với lý do gì không vừa ý gì lung tung ban. Mình có điện thoại khách hỏi thôi, không vừa ý chỗ nào mà khách không bắt máy mình luôn. Đó, anh em thấy mua bán mình nói rõ được thì mình giao dịch tiếp ha. Mới giao dịch thì mình phải cọc mình để đảm bảo an toàn. Thứ nhất, đỡ mất thời gian của đôi bên, mình phải gọi khỏi cái gói tốn công sức gói hàng. Trong khi những sản phẩm người khác mua lại mua không được. Mình gửi đi vận chuyển đi rồi cuối cùng bơm hàng cho nên là mình phải tốt tiền ship hai lần đó. Nhiều khi sản phẩm dùng lãi không bao nhiêu mà tiến tiền ship là ship đi ship về nó khoảng 50.000 rồi. Nói chung là mình không lấy cọc là sẽ thiệt thân, cho nên anh em thì được thì vào việc ha. Còn anh em nào khó tánh kiểu như muốn mua hàng chắc an toàn thì mình cứ đổ xăng xe và mình đi ra cửa hàng gần nhà hay là cửa hàng nào gần thì mình mua mình ship. Dù mà trường hợp có nhiều trường hợp nó rắc rối lắm anh em, ví dụ như mình ship đi dù đây ra Bắc đây ra Hà Nội nó 4-5 ngày, là dự kiến là 4-5 ngày, tính 7 ngày là nhận hàng, nhiều khi mới có 2-3 ngày là hối mình hàng chưa tới là kêu mình giao không giao là quỷ hàng đó. Cho nên là trong cái ngành online nó có nhiều chuyện để nói lắm, không thể kể hết trong một pin luôn á, trong người mà có người này người kia không ai giống ai được hết. Rồi lên cho anh em này là ắc quy xe máy nha, ắc quy xe máy này là lỗi sale xe tăng 350.000. Sale này là sale mới về nghe nè, sale này sale tràn ngập anh em biết rồi đó. Sale Hyundai xả 80A. Này xả 80A là trên thông số thôi chứ chưa ai test cho anh em xem sẽ tới tạ xả 80A nữa. Mình giờ không có test nữa nha. Cái này anh em đóng một hàng là anh em rút lỗi luôn. Cái này là 350.000 4AH. Này mình đóng hệ 4S nha. 4S nha anh em, có gia cố mạch đầy đủ cho anh em ha. Bao anh em là đề một phát 100 cái như một. Xe mạnh. Càng đèn đề là lúc nào cũng tin hết. To lớn. Anh em nào chưa có kinh nghiệm sử dụng cái này thì anh em cứ sử dụng song song với vụ những chiếc xe ở gia đình mình với những cái ắc quy á, rồi anh em biết thằng nào sẽ bền hơn nha. Điện áp là đúng chung là lúc nào cũng 15V thì sẽ không bao giờ mà kiểu hết dừa, không bao giờ hết pin ha. Lâu lâu để ra 1 tháng 2 tháng anh em đề vẫn được, vẫn nổ ha. Còn ắc quy để 1 tháng là anh em xác định là mua cái bình khác.
Còn này là 8AH bán 600.000 đồng, đều có bảo hành 3 tháng cho anh em nha. Anh em muốn bảo hành 5 cũng được, 2 năm cũng được, thì mình bỏ tiền thêm mình sẽ bảo hành cho anh em là hơn cái ắc quy luôn á. Cái này là bảo hành 3 tháng thôi nha anh em. 4AH là 350.000, không bao gồm phí vận chuyển nha. Này là 8AH 600.000. Cái này bán qua anh em 200 khối, mình giờ mình còn một thùng chắc khoảng hơn 30 khối nha anh em. Là mình đăng tiếp cho anh em nha. 330.000 khối. Cái này là khối Samsung 40T nha, 40T3. Dung lượng này là chưa sạc xả nha anh em, pin này là pin chưa sạc xả, còn bản mạch zin. Cái này là cái mạch anh em về phải fit mới sử dụng nha, chỉ mình bán pin. Anh em về tự tháo và có thể tận dụng bản mạch, có làm gì làm. T3 nha anh em, dung lượng nội dung lượng là 4000, chưa sạc xả. Anh em về cứ chọt vô hai cái đầu này. Nói chung là mình bao sóng từng viên 100% hết nha. Cái này hởm anh em mua rất là nhiều mà không mua pin lẻ. Tức là pin này pin lẻ tháo ra nè. Pin này thì đã test dung lượng, còn thằng này là cũng tháo từ những cái khối cũng gần tương tự, nhưng mà dung lượng người ta test đó là 3900 ha. Tối thiểu 3900. T3 thì chung mình cũng nói lại cho những vị khách chưa hiểu biết nha. Cái T3 này nội trợ nó là 10, còn ở dạng T40T bình thường là nội trợ 89. Này nội trợ 9 nè. Cái đồng hồ mình nhiều khi nó sai số, anh em nhiều khi nó lúc cao lúc thấp cũng không chừng. Nè, 10 nè, 10 quay đầu không có 11 nha. Pin này cũng là cũng dạng pin tháo từ những cái khối pin này thôi anh em. Cũng là 55.000. Anh em mua về tự đóng. Còn mình vẫn có đóng gia công cho anh em nhé, và bảo hành và không bảo hành. Cái này 1.000 viên hôm nay hết hàng luôn nha anh em. 1.000 viên hết hàng rồi. Để mình tìm mua lại, còn một số lượng dư trên bàn thôi. Chỉ hơn là chắc hơn chục viên, bán cho anh em chục viên thôi. Anh em để có thể là đặt hàng vẫn có, nhưng mà mình ngày mốt mình giao nha. Mình đang đặt hàng về. Nó trợ 4 xả 80A cũng như thường lệ 55.000. Cái mẫu này là dung lượng nó từ có 3.700-3.800 thôi nha anh em. Nó khác với cái mẫu là mẫu đợt trước nha. Đó, tiền nào của nấy nha, không thể nào so sánh. Đây là cái mẫu, đây mình chuẩn bị đóng kích đề cho khách nè. Kích đề cho ô tô, tất cả các loại máy nổ, nói chung là xe 4 chỗ, 4 chỗ 2,5 tấn, nói chung là bình 12V dứt hết luôn nha. Dù xe càng lớn anh em kẹp song song, còn dạng xe nhỏ anh em để sóng trực tiếp. Cái này là khách chọn xe cũ nè. Đây là mẫu cũ, không có chữ diễu này sau đuôi. Cái này mình đóng 4B lên nó tới 16A, dung lượng thằng này tối thiểu là 3.900, gần như đủ ha. Bởi giá tiền nó khác, này 55, thằng này vẫn bán 75.000 nhưng mà hết hàng luôn. Chỉ còn số lượng ít để dòng đóng kích đề là linh tinh thôi. Những vô mạch và hoàn thiện bộ như này là 1.500.000, tính tiền công mười mấy xe pin và mạch hộp kẹp và sạc luôn là 1.500.000, 16A kích đề cho ô tô nha, 1.500.000. Chúng mình cũng sẽ đưa ra hai mức giá, ví dụ thằng này tiền pin tiền bọng mình thì tính vào đóng gia công thôi, không bảo hành khỏi dính líu, còn bảo hành thì có mức giá khác ha. Mình đóng là mình sử dụng chì nhật, si chì nhật nha anh em, lên 100A là chì không thể nào chảy nổi luôn nha. Chứ còn mấy cái chì mà chì ở Việt Nam mình bán là lên 70-80A là nó rụi liền, nó chảy như nước vậy đó. Cái này là hàng tháo rồi, cũng 55 nha anh em. Anh em mua 5 khối này, tức mua từ 5 khối nha, còn lẻ lẻ dưới 5 khối vẫn là 330.000 khối nhân lên. Còn mua từ 5 khối, mấy ra anh em mua 5 khối mình vẫn tính cho anh em là 300.000 khối. 5 khối là 300.000 một khối nhân lên, tức là 1.500.000 nha anh em. Mình giảm giá chứ mình không bao phí vận chuyển nha. Một cái câu nói quen thuộc là bao phí là nhiều, sẽ rất có nhiều đơn đó, nhưng mà mình giảm giá thì vẫn còn dư tiền cho anh em uống cà phê ăn tô phở luôn nha, cho nên không có bao phí. Cái này là mình còn có 14 xe pin mình bán cho anh em 50, mà lý do bán 50 là mình đóng xe điện cho khách đó. Thiết kế đo rồi cái mình dán keo vào cho nó bị
nó bị dư, không đủ chứa cái hộp, cho nên tháo ra, cho nên vỏ nó có hơi xấu. Anh em về đóng đóng lại vẫn ok ha, chỉ cần gỡ keo anh tí xíu, lưu ý là mình có dán keo nó dính nè, anh em thấy nè, thấy rõ ha, có tóc cái lớp này đi tí xíu. Pin này dung lượng tối thiểu 4.800 nha anh em, 50.000, chỉ có 14 cell. Anh em nhân lên tức là khoảng 900.000 đồng cho cái bịch này. Ủa nhiêu? 700.000 anh em, 14 cell mình đóng cho pin, mấy pin xe lập trợ lực á, 17S2B 10A nhưng mà lên không được, lắp vào hộp không được, phải tháo ra. Cái bịch này bán 700 ha. Anh em ví dụ đang thiếu một vài viên, muốn mua vài viên mình vẫn bỏ vào cho nó đủ cho anh em, để anh em về đóng cái thiết bị khác pin mới vào, tính cũng giá này luôn. 14 viên nhân 50 là 700.000 đồng, không bao gồm phí ha. Còn này bên tháo ra gần mới tuyệt đối là chưa khi lắp vào, chưa lắp vào nè. Samsung lưu ý là pin 217, nãy giờ mình giới thiệu 21700 mình quên nói thôi. 50E. Cái này anh em đóng cái gì? Đóng xe điện thôi là hết nước chấm luôn nha. Cứ một viên là 5A, anh em cứ nhân lên. Cái này dung lượng nó tối thiểu là 4.800 nha anh em. Nội trở này như xả 3C là 15A, đóng hai hàng anh em xài bắn dít cũng ngon nữa. Nội trở 12 nè. Pin rất là đẹp, pin tháo khối nó mới rẻ thôi. Còn cái này là 55.000 một viên nha em. Ủa lẻ anh em, lẻ vẫn quá nha anh em, 60, còn anh em mua từng chục 55.000. Tức là 550, không bao gồm phí ha. Lưu ý pin này pin xả thấp nha anh em. Có nhiều cái đồng giá quá. 40T đồng giá nè. Xả 80A đồng giá nè. Xả 15A cũng đồng giá nè, anh em chọn, rất nhiều sự lựa chọn luôn. Cái này là pin mới, bán 80.000 một viên. Pin này cũng dạng xả thấp, 48F, pin này pin mới 100%. Cái này cái gì, đóng sạc dự phòng. Anh em mua bóc sạc 4 cell 120.000 có luôn. Muốn mình đóng thì đóng tính tiền công vào. Này đóng sạc dự phòng xe điện lưu trữ thôi nha anh em. Pin mới thiển sang, bởi pin mới bán 100 viên, bán mãi 3 tháng chưa hết. Có 80.000 viên mà anh em thấy bán còn khó ra ở Việt Nam này, trong khi pin hãng nó bán gấp đôi. 80.000 viên nha. Còn này pin 21700 cũng là Sony 6A, pin mới một chục 850.000, một chục 850.000 anh em. Pin này mới tuyệt đối nha, cũng lại 100 viên, bán 3 tháng chưa hết. Còn chơi pin cũ thôi mà còn bị chơi đắt nữa đó. Nội trợ 89 nè, không có nào dung lượng này coi như là bao đủ 4.000, xài là bao trâu. Còn anh em về đóng còn sang hơn pin hãng nữa, sang hơn hãng nữa nha. Hãng là chưa lên tầm Sony nữa, bây giờ mới bắt đầu mon men lên Sony thôi. Rồi bỏ xuống một chục 850 nha anh em. Thằng này 80.000 viên, thằng này 55.000. Pin này pin tháo ra còn vỏ đẹp ha. Còn này có 14 viên, vỏ xấu là 700.000 đồng, tức là 50.000 viên, 55.000. Rồi này cho anh em cái nhiều cái sự lựa chọn pin đóng sẵn, không bảo hành và có bảo hành. Đây không bảo hành, mình đóng sẵn và lắp vỏ vào là 650.000. Vừa rồi một mình gặp một số trường hợp coi như là khung nhất quả đất nha anh em. Lý do khung nhất quả đất là sao? Ví dụ một chục xe pin này mình bán 550.000. Ví dụ muốn đóng một quả pin, cho kêu mình đóng một quả pin. Ví dụ mình tính tiền cọc, tiền mặt, tiền vỏ vào. Vỏ này nó có hai loại vỏ lận. Vỏ mặt 150 là 700.000 đi. Với cộng tiền bảo hành, mình sẽ làm mặt này nổi bảo hành 3 tháng 100.000 nữa, 800.000 mà khách la làng nó làm gì dữ. Mình nghe cái mình hết hồn luôn anh em. Vì giữ vỏ này mình đi ăn cướp về anh em, chứ không phải mình mua mình xin y mình không, mình cũng không phải là xưởng nữa, nhưng mình đi ăn cướp vỏ về 700.000 thôi. Anh em thấy. Ủa. Đó, anh em thấy muốn cướp cái còng của mình luôn. Ví dụ mình vô mạch thì có bảo hành, mình sẽ làm gia cố kỹ càng.
mạch này mạch muốn mạch nào cũng có mạch nữa. Nói chung là mạch mình là mình bảo hành, mình mạch lớn mạch nhỏ không quan trọng, quan trọng là cái sức chịu tải của cái bản mạch này sẽ không bao giờ ngắt, không bao giờ ngắt mạch và không bao giờ ngắt pin. Còn anh em mua về tự ráp là đa phần là đâu cũng vậy, về cứ mua mạch về vô ráp cho anh em thôi. Hôm nay mình có hai trường hợp không bảo hành và có bảo hành cho anh em xem luôn. Ví dụ như cái vỏ này là, ví dụ vỏ này là vỏ này nó đắt hơn cái bộ vỏ này, bộ vỏ mạch này nó đắt hơn, vỏ mạch này thì nó rẻ hơn. Ví dụ bộ vỏ mạch này 150, bộ vỏ mạch này 250 là đóng sẵn. Như anh em về thấy mạch nào tốt anh em cứ đóng, anh em cứ đóng sẵn, anh em cứ về anh em coi mạch nào tốt anh em lắp vào, chứ mình không có biết mạch nào tốt hết. Còn muốn có bảo hành cộng thêm 100.000. Đây là đóng sẵn có mạch. À này, mình bắt ốc rồi ha. Là 700.000 đồng không bảo hành. Muốn bảo hành thì 800.000 đồng cái vỏ này. Lưu ý nha, có bảo hành là 800.000 đồng, cái này là không bảo hành và không bao ship. Cứ lắp mạch vào hoạt động ok, máy chạy ok. Còn đóng có bảo hành mình sẽ là gia cố mạch lại. Ví dụ như cái bộ vỏ này nè. Đây. Trường hợp này mới mua có 1 tháng nè. Đây là có bảo hành, mua ngày 7 tháng 9 này nè, coi như giáp tháng. Cái mạch này không biết sao nó xả mình đi hết 7 xe pin. Này nó ăn mình hết 7 xe pin luôn nha anh em. Nè, mới 1 tháng trước hết 7 xe pin này ngấm ráo luôn. Đó, anh em thấy cái quả này lần đầu tiên mình ăn hành mà tới 7 xe pin luôn á. Chết bà nó hết rồi. Nè anh em thân, chết hết 7 sale của mình luôn, chỉ còn lại có 3 sale thôi. Anh em thấy khiếp chưa? Lý do cái này là chắc có thể là mạch. Đây là có bảo hành nè, mình phải thay đổi, bây giờ mình phải đóng lại cho khách là coi như đắp vào 7 sale pin và là thay luôn cái dàn phép pin của cái bản mạch này. Cái mạch này là 100 mấy chục ngàn nha anh em. Bản mạch này là 100 luôn tiền ship về là khoảng 150.000 ha, thay là 150.000. Thay luôn con phết sạc này. Thay luôn con diode này. Lên cho là coi như là lên 6 con phết đó, 6 con phết mới của mình. Nó chịu dòng 40V 80A. Coi nè, giờ là mắt xương, đó, anh em thấy mắt xương 7 sao pin. Thì cũng phải chịu thôi, bảo hành thì phải có trách nhiệm bảo hành, còn đây là quả pin không bảo hành. Quả pin này mua hơn 2 tháng. Cũng là mình đóng không bảo hành, lỗi Sony xài rất là trâu. Quả pin này cắt, máy cắt mà khi mà nạp pin đầy vào cắt liên tục trên 1 giờ. Cái này là khách trải nghiệm nghe, chứ không phải mình không phải là người thực tế, nhưng mà đây là quả pin khách trải nghiệm. Coi như có quả pin này nó cài dữ dằn lắm anh em. Quả pin nó cài dữ dằn lắm. Đây là chết, nó chết một cell pin. Mình mới thay vào mình phải cắt này ra, mình thay một cell pin vào. Thay một cell đây nè. Khi mà một cái mạch zin này, cái mạch này nó đứt, mạch này nó bị nổ phét và đứt cái dây tín hiệu của đèn báo led này. À này mình chưa đấu lại, mình mới cân bằng cell thôi, mình lắp vào cân bằng cái cặp cell này, mình chưa lắp vào cho nên led nó chưa hoạt động này. Anh em thấy mình nối thêm sợi dây led nè, nó đứt một cái sợi dây led, nó còn sợi tóc ở đâu ở dưới á, led này dây nó đi dưới. Cái mạch này 100 mấy chục ngàn chứ nó rất là lởm nha anh em. Phép mình đậu lên nó không chết, nó chết 3 con phép ở dưới theo mạch thôi. Cho nên anh em mua với tình trạng bảo hành thì mình sẽ làm kỹ càng lại. Còn như mua kiểu không bảo hành thì đương nhiên mình mua mạch về sao mình lắp vào vậy, không mất thời gian ha. Khi anh em mỗi lần thay mạch như thế này là 150.000. Hoặc là mình độ mạch lại, giữ cái mạch, sửa mạch lại, coi như là thay một số linh kiện nó cũng là 150.000. Anh em biết cái việc chọn lựa ha. Còn anh em muốn có phép về anh em xả phép tin trên những bản mạch này ra, anh em lắp thay vào mạch phải cho ổ phép, phải cho tốt hơn nha, chứ còn mà phép mà cũng như mấy thằng chinh bản mạch này thì vứt đi, xài nó quá tải là nó cũng sẽ nổ. Mình suy trì các kiểu để cho cái giắc sạc này sạc dòng 5A không nhúc nhích nha. Cái này mình có độ lại hết luôn nè, cái bản mạch zin nó con phép này, phép sạc này anh em nạp vào nó sẽ lên tới 100 độ C đó. Mấy con phép theo nó bở sao mà mấy cái mạch này nó bán có mấy chục ngàn, mà con phép nhìn to đùng chứ cũng có mấy chục ngàn à. Mấy con phép này à. Sao mà nó tệ quá.
Đó, anh em thấy nó không bảo hành. Khi mà anh em sử dụng cỡ như cường độ làm việc của quả pin này thì sẽ rất tốn tiền rất là nhiều lần nếu mà không có mua bảo hành, hoặc là mua về tự ráp, tự mua mạch về tự ráp, không bao lâu là sẽ bị đứt phép. Đương nhiên anh em không biết xử lý trên những cái bản mạch này thì anh em phải mua cái mạch khác 150.000 cũng vậy thôi. Quả pin này còn xài bao lâu rồi, xài mà còn ngày nào cũng xài mà còn bị dung lượng anh em nó còn cực tốt luôn. Rồi nay này mình hết hàng rồi đó, để mình đưa ra cho anh em cái hai cái ý kiến: một không bảo hành và hai có bảo hành thêm 100.000 3 tháng. Mình sẽ làm kiểu khác, còn kiểu như bán không bảo hành hoặc nhiều như những anh em thợ khác chỉ mua mạch về ráp cho anh em thôi thì cũng mình cũng làm đúng kỹ thuật và cách đóng cũng vẫn không thua ai. Cách đóng cũng không thua ai. Cái cục pin này mình bán 300.000 nha anh em. Này mình để mình lấy ra mình đo nội trở cho anh em cụ thể luôn á, mình gỡ ra chứ mình để mình ấy mình đóng vào. Cái này là cái cục lõi pin của thằng Miyuki. Tại vì đa phần là mạch Miyuki anh em mua bãi anh em về chỉ lấy vỏ thôi, cái mạch là vứt nha. Mạch nó lỗi dữ lắm. Máy nó thì ngon nhưng mà mạch thì tại nó hay bị lỗi, sạc vào đá đèn hoặc là ngắt sớm, hoặc lệch áp cũng đá đèn, bất cứ cái trường hợp nhất nhiều trường hợp trên Miyuki. Đây là mình đang nghiên cứu để mình sắp chế lại cho cách xài dùng adapter. Tại vì máy Miyuki nó rất là ngon. Mà pin cũng ngon mà mạch thì nó không được ngon. Pin đóng thì nói chung là đóng Sony với Samsung không thì nó rất là tốt rồi, nhưng mà về cái bản mạch zin á nó rất là khó chịu, kể cả mạch vào luôn. 300.000 đồng không bao gồm phí nha. Mình đo nó trở cho anh em nè. Pin này pin dùng lướt. Lỗi nó là lỗi này, để mình lỗi LG HE2 xả 25A, nội trở 14. Pin mới nó là trở 12 13 này 14, coi như thằng này là tối thiểu là 4.5A trên khối pin này. Thì tương đương với 30.000 viên, nhưng mà được có khung có kẽm đóng sẵn ha, kẽm hãng đóng sẵn. Chỉ cần mình đóng lại phần này nữa thôi là anh em về lắp vào, một là Miyuki, hai là mấy thằng Hitachi lắp vào nhớ luôn nha. Hikuki. Còn Makita này để xem có lắp vừa không anh em. Mình cũng chưa thử nữa, lột ra bán hết. Đây lắp vào luôn, ok luôn. À hàng bị đội nha. Hình như bị đội anh em ơi, không được. Để mình xem coi được không, để cho anh em biết đường anh em mua. À ok. Ok. Không được rồi. À về phải cắt gọt này anh em, để sử dụng Makita là anh em về gọt phần này. Gọt phần mấy cái G nè. Ha. Là lắp vào ok nha. 300.000 đồng. Trong vỏ thì nó cũng có nhiều dạng anh em, chứ không phải mà cứ vỏ nào nó cũng là một giá. Ví dụ vỏ này bán cho anh em 40.000 nè. Vỏ này bán 60.000 nè. Vỏ tem in như zin nè, nó khác nhau lắm. Mạch nó ví dụ thằng này mạch nhỏ thì rẻ hơn nè. Mạch lớn thì nó đắt hơn nè. Mạch phép to nè. Cho nên mua nào mình báo giá cụ thể cho nha. 300.000 đồng không bao gồm phí ship. Mã số 2 bán 650.000 một cây khò. Cái khò này điện 220V anh em, sản xuất Rumani. Boss nha. Này hàng bãi nha. Mình mua 600.000, hôm nay mình thanh lý coi như là vừa xài mà coi như lãi 50.000 tiền đóng gói cho anh em. Cái khò nhiệt nó có hai tốc nha, một tốc cao nhất là 1600. Hai cấp số 1 và số 2. Hôm nay cái ánh sáng này nó bị cái này mình nói về điện nghe em, chứ vào về điện bãi về nó cắt bà nó hết rồi. Điện 220V nha. Một 1600W. Cái này cái gì đó đây?
để mình coi thông số nữa. 1600W, cái thằng như thằng cái mức 1 đó, đó là như là 500W anh em. Bật số 2 là nó nóng kinh khủng lắm. 650.000 bot nha, ngoại hình thì có bị xây xước tem thôi. Nói chung đồ này sử dụng là bao trâu luôn. Lý do bán đi là mình sắm con bot nội địa Nhật 100V. Nó sản xuất tùy theo thị trường anh em, Nhật điện 100V, ví dụ xuất thị trường nhà giàu điện 200, Singapore điện 230V, mấy nước khác rồi đó là 220V, 230V. Đây là con mình dùng nè. Chưa cắm điện. Tại vì mình dùng cái con này nó có chỉnh nhiệt độ nè. Thấy không? Muốn chỉnh bao nhiêu độ cũng được, thấy không? 50 độ nữa nè, cách nhỏ nữa nè. Này mình cũng chưa chỉnh cái này. À cái này mức thông thường, chỉnh gió. Nói chung là dễ giới thiệu cho anh em những thiết bị đầu bài nó đa dạng như thế đó thôi, chứ còn cái đó là mình đang dùng nha anh em. Con này, con số 1 cái cưa 550. Này mình lên đế sẵn Makita nghe anh em, về lên pin 18V anh em cắt sử dụng gia đình là ok tuyệt vời luôn. Nó sử dụng lưỡi zin 135. Này kèm theo nó là một cái đĩa cắt sắt đa năng, còn cắt tốt anh em, có bị rỉ nhưng mà còn cắt tốt. Cái này anh em sử dụng đi DIY gia đình là tuyệt vời luôn. Khi anh em ví dụ cần hàng gì ha là cắt sắt gì đó, cắt sắt hợp được luôn nha. Anh em chơi pin Makita vào là 14V vẫn được, 18V vẫn được ha. 18V thì nó nhanh nóng, ví dụ anh em cắt sắt hợp nó cũng không, thời gian nó không quá lâu, nó cũng không có nóng mà để cháy motor đâu. Mấy con này mình test như con cưa Makita mình test lên 7-80 ampe bình thường đó, 50 ampe là coi như cắt cái điện áp trung bình vẫn bình thường. Đặc trưng có máy của Panasonic nó im như thế này. Rồi lưu ý thân máy đã lên đế pin Makita cho anh em, bắt hai con áp đây cứng cáp luôn nha, 550. Còn anh em muốn mua pin thì liên hệ mình đóng cho ông quả ha. Cái này mấy quả pin gì đây? À cũng thứ nó nè, rồi mình đóng mình mai mình giao nè. Còn cục pin này là 1.150.000 mình lắp mặt vào. Còn anh em không mua mặt thì mình vẫn bỏ, thì tính trừ mặt ra thôi, kiểu nào cũng chơi hết nha, và có bảo hành và không bảo hành. Cái này mình đóng sẵn nè, đóng cho khách tới 2 cục. Này 15 cell nha nè. Pin này pin 15 cell. Mặt này có gia cố nha, tại khách mua của mình rất là nhiều pin làm cho thợ công trình. 15 cell. 1.150.000. Đó, anh em muốn chơi kiểu nào mình có hết à. Con này 350.000 không bao gồm phí nha. Lưu ý pin mình bán là giá tối ưu, anh em thấy hợp lý là không bao gồm phí nha. Bây giờ thợ thầy nhiều, hình như đa phần mua pin lẻ về rất nhiều, hoặc là mua giống như lẻ về để đem thợ gần nhà cho họ đóng, tính tiền công mấy chục cũng rất khỏi phải hoa hành này lắc nhắc. Đầu cứng 350 không bao gồm ship. Cái này mình đổi máy với khách thôi chứ không phải là mình ra bãi mình lượm ra bãi lượm chắc phải từ 350-400, chưa biết sống chết. Cái này khách lên dắt adapter sẵn nè, bắt ốc chứ không dán keo, chứ mình đóng là mình dán keo ha. Cái này anh em đóng 3 viên 217 ha. Anh em về đã tự đóng 3 viên 217 vào. Samsung 40T cũng được, hoặc là xả 80A cũng được ha. 3 viên nó có 100-200 ngàn luôn, mạnh nó có 200 mấy, về tự đóng. Mình đóng thì phải có tiền công. Đương nhiên mấy anh đi làm việc nên phải lấy tiền người ta, đương nhiên mua hàng cũng phải trả, người ta phục vụ cho mình thì mình cũng phải trả tiền lại người ta nha. Pin là năng lượng, là nó là sự quyết định có cho công việc thành công trong công việc của anh em. Ví dụ pin anh em đang làm giữa chừng nó ngắt, anh em ngồi nghỉ hút điếu thuốc, làm tí xíu ngắt, ngồi nghỉ hút điếu thuốc, là một ngày anh em làm được bao nhiêu việc.
350.000 không bao gồm phí. Còn ngoại hình này là cũng tương đối thôi, cũng không có rửa rái gì đâu. 6919. Đầu kia này nó hổn lắm anh em. Tua nó nhanh, nó mạnh, phải ăn dòng dữ lắm nha. Đóng phải từ 4-5 ampe anh em sử dụng. Nói chung là bắn dít có thể là một ngày. Mình không có trải nghiệm thực tế cho nên mình không biết. 350 chưa bao gồm phí ship. Con 36V, con này bán 2 triệu. 2 triệu luôn cục pin, luôn cục pin xe tăng 10 cell vỏ mạch. Hoàn thiện luôn là 2.800.000 đồng. 36V nha chứ không phải 18V nha. Cái bộ vỏ mạch này 400.000 đồng. Cái này mình nói chung đóng bộ multivol này đóng nó rất là lâu. Tại cái vỏ mạch zin của nó, khi anh em lắp cell vào, nó sẽ có, nó không có bị bót như pin hãng được. Ví dụ nó lỏng, nó lỏng ha, mình phải gia cố, mà tức là mình phải chim giấy từng cell cho nó cứng lại, để trong quá trình sử dụng anh em nó rung lắc á, sự thời một thời gian dài, đảm bảo từ khi pin hỏng luôn nó cũng không bị tình trạng đứt kẽm. Cái này tình trạng này là anh em thấy đơn giản nhưng mà nó rất dễ xảy ra trong một thời gian anh em sử dụng. Ví dụ như cái cục này đi, cắt mài sử dụng liên tục á, rung lắc kẽm này nó cũng phải bứt anh em, chứ đừng anh em nghĩ nó không bứt ha, nó sẽ bứt kẽm. Đó, để nói nó trước cho anh em biết là nó sướng khổ trong công việc này nó như thế nào. Còn anh em về tự đóng sao cũng được, thì mà tự mình bảo hành thì mình không có nói. Quả pin này lỗi xe tăng 8A, này là cái cục pin này là pin đợt trước nha anh em. Còn anh em mình muốn mua vỏ mạch thì mình đóng tính tiền công cho anh em thôi. Này là 36V thì xài 4A, còn 18V thì xài 8A. Còn anh em đóng cell 18650 nó nhỏ hơn, nhưng mà xài 36V nó, ví dụ đóng C5 thì nó có được 2.5A, còn mà C4 thì nó có 2A thôi. Đương nhiên nó tăng số volt nó sẽ giảm ra, chỉ giảm ampe lại. Dòng này là bắn dứt là thôi hết bài nha anh em. Máy bảo hành 1 tháng, pin 3 tháng. 36V tức là hệ 42V. Dòng này dòng đời cao nha anh em. Sau này là như là 10 bắt đầu nó sẽ xài hệ 36V hết á. Nó sẽ loại dần cái hệ 18V. Để cho khách hàng phải tốn tiền thêm. Về ví dụ một là pin. Cục pin này hãng bán phải từ 3 triệu. Cục pin multivol này chắc không thể nào mua dưới 3 triệu nha anh em, pin hãng đó. Pin anh em mình bán, anh em về tháo ra cái cục pin này là không có sự rung lắc, mình làm rất là lâu trên cái bóng mình này. Cái mạch mình làm nữa cũng lâu nữa. Để mình lấy cái vỏ 18650 cho anh em xem. Đây là cái vỏ 18650, nó cũng là 400.000, nó không có cái sự chênh lệch giá. Đây, cứ zin mua đóng vậy là lụm. Thì đương nhiên nên tải cao là mấy cái mạch này nó sẽ đứt. Đứt cũng khó, nhưng mà nếu mà tải nặng sẽ đứt chứ không phải là không đứt. Ví dụ lắp xe 18650 vào. Đây, mình hơi cụ thể tí xíu nha, nó mất thời gian, nhưng mà anh em kỹ càng hơn trong cái quá trình sử dụng, đảm bảo thời gian mình sử dụng sẽ rất là bền. Nè anh em thấy không? Nó lắc. Khi anh em sử dụng mà đương nhiên anh em cầm rung lắc, ví dụ cắt mài rung lắc vậy đó, nó sẽ bị lắc làm kẽm nó bứt hết. 0.2, 0.4 gì cũng phải bứt hết á. Thì tự đóng thì rẻ lắm. Vỏ mạch này có 400.000, trên Shopee anh em lên đó, anh em lướt mua đầy luôn á. Còn mình cũng mua một dạng mua về thôi, chứ mình không có nhập mấy cái này đâu, không nhập số lượng nhiều, mua nhập vài cái về để khi khách có nhu cầu mình đóng thôi. Này là mà zin nè. Đó,
đóng này multivolt thì anh em lên YouTube này anh em gõ cái là cách đóng multivolt nè, đóng mạch là kiểu hai tầng anh em, bây giờ tầng A tầng B 18 36, lên mạch nó kết nối lại, trên đây là chân 36, ở dưới là chân 18 V. Khi anh em lắp 36 V nè, nó khác. Đó, nó sẽ tiếp xúc với cái phần chân này nè. Đó. Nó khác nè anh em thấy không? Đó, anh em thấy rõ không? Là nó tiếp xúc với cái tầng trên là hệ 36 V. Còn 18 V nó sẽ tiếp xúc với cái tầng dưới. Đó. Rồi clip này đơn giản, có như vài món đồ thôi. Quên nữa, mấy bữa nay mình sửa chữa máy cho mắt cho khách, mình sẵn đây mình quay cho anh em luôn nè. Quả pin và cái máy này mình bán đây là khoảng 1 tháng mấy mà khách nói máy không chạy, tự nhiên gửi cho mình kêu gửi cho mình để mình sửa chữa cho, nhưng mà đâu có hư gì đâu, sửa chi nó tốn tiền xiết và mất thời gian không có máy làm nữa. Con máy này rất là mạnh, con máy này rất mạnh, mạnh hơn máy 18 V luôn nữa. Mình bán được hởm sale này, sale tăng như 1,2 triệu mấy quên rồi. Cho anh em xem có hư gì đâu mà sửa, để như khi sao mà khách dùng lại nói máy không chạy. Bình thường, để như khi nói mình không xử lý phục vụ khách hàng, hư rồi đem tay mình sửa hết. Cái cục pin này là máy của khách, khách cũng làm công trình chuyên để bắn ton. Cái máy này nó bị đứt mạch. Và cái máy này mình lên máy 18 V luôn. Này 136 lên 18 V, nó là mã 4147 á. Thay cuộn và thay mạch chỉ 500.000. Mình không có sửa dạo nha anh em. Dạng khách ấy có giao dịch mình đã nhận sửa thôi, chứ còn mình không có sửa dạo, mình không có thời gian làm, mình cũng phải là người sửa trực tiếp cho thợ của mình nó sửa thôi, chứ không phải là mình sửa nữa. Ví dụ anh em mua pin thì mình nhận sửa giùm thôi, chứ không có gì hết. Và pin này cũng nhận sửa chữa cho khách. Cái này cái mạch tàu pin thì cái lỗi xeo xịn Samsung 20R, nhưng mà xài không biết đóng đâu lấy cái mạch tình nó tàu lao quá, cũng vẫn tận dụng lại cho khách mình làm cho chạy máy ba chân bình thường. Lên 18 V luôn con này. Rồi, không có gì hết. Anh em có nhu cầu gì hãy liên hệ mình nha. Lưu ý là thức mua bán mình, anh em mới giao dịch cọc cho mình một ít phí ship thôi cũng được ha, không cần nhiều. Còn anh em nào muốn mua tận nhà, muốn mua tại chỗ thì có thể đến địa chỉ mình ha. Mình cho địa chỉ anh em ghé ở khu vực Hồ Chí Minh nha. Còn anh em ở tỉnh bắt buộc phải ship. Còn không thì có nước đón xe đò lên, đón xe buýt lên đây. Nó vui thôi chứ không có ai rảnh mà tới đó anh em mua một vài viên pin mình bắt xe đi ha. Rồi anh em cứ việc mà lựa chọn những sản phẩm mình đang bán ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.